Chúng tôi xin nhắc lại, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cách ly xã hội mới chỉ là dự lệnh, khuyến cáo, chưa phải là lệnh cấm. Việc này cũng không đồng nghĩa là với phong tỏa đất nước. Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày mai trên phạm vi toàn quốc, cụ thể sẽ được hiểu như sau. Người dân có được ra khỏi nhà không? Người dân vẫn được ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, đi làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa và các trường hợp khẩn cấp khác. Khi ra ngoài phải thực hiện khoảng cách như thế nào? Phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Người dân có được di chuyển giữa các địa bàn không? Vẫn được di chuyển giữa các địa bàn nhưng cần hạn chế. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn khu vực này sang địa bàn khu vực khác. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Số người tập trung tối đa là bao nhiêu? Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Người dân có phương tiện nào để di chuyển? Hiện đã cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Nhân viên nhà nước làm việc như thế nào? Các cơ quan nhà nước cho cán bộ làm việc tại nhà, thật sự cần thiết mới đến công sở như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở. Có được đi thăm người nhà tại các bệnh viện không? Dừng thăm bệnh nhân tại các bệnh viện, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Các hoạt động mua bán có bình thường không? Các cửa hàng thực phẩm, chợ, siêu thị, tạp hóa, hiệu thuốc, xăng dầu, ngân hàng vẫn mở cửa phục vụ bình thường